giả Ngọc xin kính chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn trở lại kênh của Ngọc. Chúc cả nhà ngày mới sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Thì cả nhà ơi, hôm nay Ngọc ăn một món đó là bún cá mòi. Thì bây giờ Ngọc mời cả nhà ăn với Ngọc món bún cá mòi này nha. Thì Ngọc có chuẩn bị rồi, bây giờ Ngọc mời cả nhà nhé. Lần đầu tiên Ngọc nấu bún cá mòi nha cả nhà. Một tô bự chà bá luôn, rất là ngon. Ngọc không có để hết vô trong cái tô này, Ngọc sợ nó không ngon á, cho nên Ngọc để riêng ra một dĩa. Mình ăn thì mình sẽ gấp lên. Ngon. Cho miếng chanh vô nữa. Không tắt. Trộn lên. Tô ứ hự rồi. Rồi Ngọc mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Ngon. Vắt vô miếng chanh đúng không? Ngon. Lần đầu tiên em ăn em nấu luôn á. Rất cay. Mời cả nhà nha. Ngon. Trời ơi, ngon quá cả nhà ơi. Ngon. Ngon. Hãy
Ngon. Nó cay mà nó muốn sạch không? Ngon. Bye bye, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.